Ok, hello, xin chào các bạn đã đến quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn căn nhà cây này nha. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ chơi sáng tạo. Ok, thì đây là căn nhà cây nha. Căn nhà cây thì mình cho cái thằng dân làng này ở. Thì đây là những cái tủ để đồ ăn thôi. Đó, thịt nè, đó. Đây, đây là cái lò này. Đây là cái chỗ, ở đây nữa. Ok, thì đây là chỗ mà để mình ngồi á các bạn. Đó, ngồi đó, đây tivi, đang xem chương trình cái gì gì đấy. Ok, đây là phòng ngủ. Vì ở trang cây này xây rất là đơn giản luôn. Đó, bàn chế tạo. Đây trong chỉ có vài đồ này thôi nha. Thì ok, thì ôi sao thằng này đi ngủ sớm này. Ok, thì đây mình sẽ cho các bạn xem khung cảnh nhà cây này nha mọi người. Thì em họ mình mà đây đây nha các bạn nha, không đẹp lắm đâu, không đẹp lắm đâu nha mọi người nhá. Mong là các bạn em đừng có video này đi đó. Đi xem hết đi. Thì là các bạn biết tại sao mình lại để này không? Thì chúng ta còn phải có một niềm tin trúng không? Cho nó mát đấy các bạn, nóng lắm đấy. Con tiệm này hỏng cái nào ạ? Đi lên. Ok, thì thấy tối rồi thì ok, thì con phù thủy đây. Ok, thì bye bye nha, chúng ta sẽ hẹn các bạn gặp lại video sau. Ok, goodbye.